Kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên đề Pháp luật và cuộc sống của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý khán giả, vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 tới đây, tức là chỉ còn 3 ngày nữa, luật cấm rượu bia khi lái xe sẽ bắt đầu có hiệu lực. Kể từ giờ khắc đón năm mới 2020, người dân phải chọn đã uống bia rượu thì không lái xe, hoặc lái xe dù là xe đạp cũng không được uống một giọt bia rượu nào. Nhưng với thói quen uống rượu bia bao năm qua, luật mới này đặt ra thử thách cho cơ quan thực thi pháp luật. Trước ngày luật đưa vào cuộc sống, chúng ta cùng theo dõi một số ý kiến của người dân và cơ quan chức năng như thế nào. Đây cũng sẽ là nội dung chính trong chuyên đề kỳ này. Kính mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Gần sát ngày áp dụng quy định cấm người sử dụng rượu bia lái xe, từ bà nội trợ, tài xế taxi đến dân công sở, nhân viên văn phòng đều xôn xao bàn tán. Kẻ đồng tình, người không ủng hộ, nhưng đa phần chấp thuận quy định mới này. Tôi chạy xe cũng nhiều năm rồi, nhưng mà tôi thấy uống rượu bia thì gây nhiều tai nạn giao thông. Đó, nhà nước ra quy định đó, tôi đồng tình. Mấy anh em tài xế có, nếu mà có uống rượu bia thì đừng có chạy xe. Đám tiệc là phải có rượu ghê, uống một hai cốc rượu, nhưng mà uống lỡ quá say thì không được nên cầm xe chạy là đúng. Phạt mạnh tay mấy người muốn rượu mà chạy lạng lách. Bên cạnh đồng quan điểm việc cấm rượu bia khi lái xe là đúng đắn, nhiều người còn e ngại một số điểm mới khó có thể thực hiện khi mà có đến 13 hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, đáng chú ý là nghiêm cấm quảng cáo, xúi dục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia. Cái truyền thống của người Việt Nam mình từ xưa giờ á, gặp bạn bè thì phải có uống một hai ly. Mà nếu mà mình cũng tự nguyện mình uống, bạn bè vui vẻ mình uống thôi chứ cũng chưa chắc gì ai ép buộc mình được. Uống rượu bia thì không được, lái xe hoặc là khi mình đi tiệc tùng gì đó thì nên đi taxi hoặc là có người đi chung đưa rước gì đó thì nó thấy an toàn hơn. Từ những chia sẻ trên, các cơ quan chức năng cần thông tin, giáo dục, tuyên truyền để luật đi vào cuộc sống của người dân. Nhất là trong bối cảnh Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ nam giới uống rượu bia cao nhất thế giới. Nếu như năm 2010 có 70% nam và 6% nữ giới trên 15 tuổi có uống rượu bia trong 30 ngày qua, thì 5 năm sau đến năm 2015, tỷ lệ này đã tăng lên tương ứng là 80,3% ở nam giới và 11,6% ở nữ giới. Đặc biệt, tình trạng sử dụng rượu bia trong lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng nhiều, với tỷ lệ uống rượu bia trong độ tuổi vị thành niên và thanh niên đã tăng gần 10% sau 5 năm. Những điểm mới trong luật phòng chống tác hại rượu bia năm 2019. Một trong những điểm tiến bộ của luật phòng chống tác hại của rượu bia là quy định cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Ngoài ra, nhiều quy định khác cũng đã được luật hóa theo hướng mạnh hơn như không quảng cáo trên báo nói, báo hình trước, trong và sau các chương trình dành cho trẻ em trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày, không quảng cáo trên phương tiện giao thông. Cơ sở bán rượu bia phải niêm yết thông báo không bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Không được mở mới các điểm bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. Gia đình có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên kỹ năng từ chối uống rượu bia, nhận biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu bia. Tuy nhiên, để luật đi vào thực tiễn cuộc sống là cả một vấn đề, bởi nó liên quan đến thói quen, hành vi tiêu dùng và văn hóa ứng xử của người dân. Vấn đề rượu bia trong những ngày lễ Tết là vấn đề tất nhiên. Tuy nhiên, khi luật này đưa vào cuộc sống, tôi nghĩ giai đoạn đầu hết sức khó khăn. Đó, mà muốn tổ chức thực hiện tốt luật này để đưa luật này vào cuộc sống, tôi nghĩ chắc cần phải có thời gian. Trong thời gian này, chúng ta phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục để cho mọi người cùng hiểu, cùng chia sẻ, cùng thấy được cái tác hại của rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Khi dùng rượu bia nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi nhiều khi ảnh hưởng đến giống loài. Cho nên là khi mà người dân, người ta cảm nhận được, người ta hiểu được, người ta sẵn sàng chia sẻ. Dù muốn dù không, thì đầu năm mới 2020, mọi hành vi liên quan đến rượu bia đều sẽ bị cấm. Có thể rất lâu và rất khó để thay đổi nhận thức trong mỗi người. Nhưng luật mới này sẽ là cột mốc để đi đến những thay đổi theo hướng chừng mực hơn, văn minh hơn khi uống rượu bia.
quan trọng là mỗi người có sẵn sàng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng rượu bia hay không. Quý khán giả đang theo dõi chuyên đề Pháp luật và cuộc sống của truyền hình Hậu Giang. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng chén rượu, ly bia sẽ khiến cho niềm vui nhân đôi, nhưng cũng tan cửa nát nhà bao gia đình. Hậu quả nặng nề là khi lái xe gây ra tai nạn chết người. Hành vi này cũng đã được quy định rõ trong Bộ luật Hình sự với mức án rất nghiêm khắc. Bởi trong thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên quan đến say xỉn. Không chỉ từ giới đàn ông mà còn ở phái yếu mềm. Phiên tòa xét xử vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư Hàng Xanh, thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11 năm 2018 vừa qua như một lời nhắc nhớ đến tất cả chúng ta. Bị cáo Nguyễn Thị Nga, 46 tuổi, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Lái xe gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh, làm một người chết, 5 người bị thương. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận quan tâm phiên xử này. Bởi qua điều tra, điều đáng trách đối với bị cáo Nga là ngoài việc không có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển ô tô, thì bị cáo còn cố tình điều khiển phương tiện sau khi đã nhậu say. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, không còn khoác trên mình bộ đầm sang trọng, bị cáo Nguyễn Thị Nga trông khắc khổ hơn trong chiếc áo kẻ và quần Âu tối màu. Nghẹn ngào trong từng lời khai, bị cáo cho biết chiều ngày 21 tháng 10 năm 2018, do tài xế riêng bị bệnh nên chị đánh liều, tự lái xe đi dự sinh nhật con, dù mới học lái, chưa có giấy phép lái xe. Tàn tiệc, chị lấy xe về nhà, và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đây là hiện trường sau vụ tai nạn nghiêm trọng mà chị đã gây ra. Hậu quả là một phụ nữ 38 tuổi, quê Đồng Nai tử vong và 5 người bị thương. Qua kiểm tra nồng độ cồn cho kết quả 0,94mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cho phép. Trước khi phiên tòa được mở, dư luận vẫn nghĩ gia cảnh của bị cáo rất khá giả. Nhưng thực tế, hoàn cảnh bị cáo khá đặc biệt. Chồng tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo, lại thêm đứa con không may bị tự kỷ. Vì vậy, chị phải gánh vác công việc kinh doanh, nhưng cũng không được thuận lợi. Tai nạn xảy ra không chỉ mang đau thương cho gia đình các nạn nhân, mà tương lai và sự nghiệp của gia đình chị Nga cũng trở nên mù mịt hơn. Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, chị Nga xin lỗi gia đình các nạn nhân và hứa sau khi ra tù sẽ tới từng nhà nạn nhân để xin lỗi. Đối với đa số các vụ án hình sự, tai nạn giao thông, các bị hại thường nuôi trong lòng sự oán trách và mong muốn mức án thật cao đối với bị cáo. Nhưng ở vụ án này, hầu hết các bị hại và gia đình đều tỏ ra cảm thông và có đơn bãi nại. Mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình. Tuy nhiên, bị cáo vẫn phải chịu chế tài nghiêm khắc của pháp luật với hình phạt 3 năm 6 tháng tù giam và niềm dây dứt trong lòng. Mong mọi người không sử dụng rượu bia, không đi giày cao gót khi lái xe. Quá muộn màng để được quay trở lại để nói hai từ giá như. Có lẽ không có ai trong phiên tòa vừa rồi phù hợp hơn chính bị cáo Nguyễn Thị Nga để nói về tác hại và những hệ lụy đau lòng mà việc lái xe sau khi uống rượu bia gây nên. Việc say xỉn khi lái xe có thể biến một người bình thường, một nữ doanh nhân, một người vợ, một người mẹ thành một phạm nhân, khiến một gia đình mãi mãi không bao giờ trọn vẹn nữa. Phiên tòa không chỉ của riêng bị cáo Nga, mà mỗi chúng ta khi nhìn vào để tự vấn chính mình về trách nhiệm với xã hội, đã uống rượu thì không lái xe. Đến đây thời gian dành cho chuyên đề Pháp luật và cuộc sống kỳ này xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.